nào nghỉ trơn rồi chị ơi, đâu có đâu. Sao sao vậy? Có ăn sao này không? Sao mặn không? Thôi mình ăn chay. Vậy hả? Có bún hay có bánh tầm rồi chị? Tầm chay. Dạ. Mới ăn sáng rồi. Dễ, cứ ăn đi. Ngon lắm đó chị. Lâu lâu bà gặp em bà mua tiếp đi. Sao gầm nghỉ quá trời, gầm đồ nghỉ trơn chị. Đó, đây, đây, đây. Đồ, hả? Ê, để qua đây. Thôi. Ôi. Thôi, lấy bọc thì nhiều. Ờ. Chị thôi cầm đừng lấy vô. Lấy bọc nhiều. 20.000 đồng bạc. Rồi đủ luôn. Nha, quay phim hay vậy? Quay phim. Giao đi cho ông quay kìa. Hai bốn bánh tằm bánh mì ơi.